Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 7 Giữ an toàn và vệ sinh ở trường, vở bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 22 nào. Đấy, nhà thầy có con tắc kè ở nên nó cứ kêu suốt đó các em. Bài số 1 này. Hãy điền vào bảng sau những đối tượng cần khảo sát để giữ an toàn và vệ sinh trường học. Như vậy chúng ta sẽ có này. Cột thứ nhất là địa điểm này, cột thứ hai là đối tượng cần khảo sát. Như vậy địa điểm này ở phòng học, thì đối tượng cần khảo sát ở phòng học trong cái việc giữ an toàn vệ sinh trường học, thì đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là gì các em nhỉ? À, đó chính là bàn ghế, đúng không? Đấy, phòng học thì phải có bàn ghế này. Cái gì nữa? À, đến gì? Cái cửa. Cửa gì? Cửa ra vào. Rồi cửa nào nữa? À, cửa sổ, đúng không? Đấy, chúng ta phải khảo sát. Rồi ngoài cái này ra thì chúng ta cần khảo sát cái gì nữa? À, đúng rồi, chính là gì? Trần nhà, đúng không nào? Đấy, chẳng hạn như các em học thì có thể là cái phòng học của chúng ta là có la phông, đúng không? Tuy nhiên thì có những phòng học thì dạng là nhà chúng ta là gì? Nhà tầng nó đổ mái thì không có la phông, đúng không? Thì chúng ta cũng khảo sát trần nhà, rồi gì? Hệ thống quạt, đúng không? Đấy, quạt có lớp học của chúng ta thì có thể có máy lạnh nữa cơ, đúng không nào? Rồi, như vậy thì thầy chỉ làm cái phổ thông chung nhá. Rồi hệ thống gì? Đèn chiếu sáng, đúng không? Đấy, hệ thống quạt này, hệ thống đèn này, rồi cái gì? Bảng. Đấy, vân vân. Được chưa? Vậy thì đây chính là gì? Những cái đối tượng mà chúng ta cần khảo sát ở đâu? Trong phòng học này. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có khu vực xung quanh phòng học. Xung quanh phòng học của chúng mình thì sẽ có cái gì? À, cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó chính là gì? Hành lang, đúng không? Đấy, các em sẽ xem hành lang hay là lan can đó, đúng không nào? Rồi, cái gì nữa nhỉ? À, đúng rồi, cầu thang. Rồi, có gì nữa không các em? À, có thể sẽ có nữa đó là gì? Cây xanh ở gì? Xung quanh trường học. Đấy, tùy theo có những trường chúng ta sẽ để cây xanh ngay ở khu vực gì? Hành lang này, đúng không nào? Rồi, có thể có những trường người ta còn có cả ghế gì? Ghế đá ở đây nữa này, đúng không nào? Đấy, vậy thì theo trường các em có chúng ta điền vào. Ok. Rồi, khuôn viên của trường học nào. Như vậy thì khuôn viên trường học thì nó sẽ rất là nhiều cái đối tượng mà chúng mình cần khảo sát. Khuôn viên của trường đó là gì? Hệ thống cây. Cây ở trong gì? Trong sân trường, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là đối tượng đầu tiên chúng mình cần khảo sát. Rồi, cái thứ hai chúng ta thường gặp. Sân trường, hàng ghế đá xanh tăng cây dưới sân trường. Đó, đó là gì? Ghế đá, đúng không nào? Cái gì nữa nhỉ? À, biển hiệu tên trường, đúng không? Rồi, còn một cái nữa đó là gì? Tường rào. Được chưa? Đấy, các em có thể khảo sát những cái này nhé. Ô văn kê. Ổn không? Xong. Như vậy chúng ta đã xong được cái này chưa? Đây là biển hiệu nha các em. Biển hiệu tên trường này. Đấy, này bị lỗi phông này. Rồi, sang bài 2. Khảo sát về sự an toàn và vệ sinh trường học cần khảo sát ở những nơi nào. Đấy, chúng ta sẽ xem là cần khảo sát ở những nơi nào và đánh dấu X vào cái ô dưới những hình thức thể hiện địa điểm mà chúng ta khảo sát.
Rồi, các em nhìn thấy đây. Hai bạn, bức tranh thứ nhất này, hai bạn đang gì? Đi khảo sát ở khu vực. Khu vực gì đây? Khu vực bồn rửa tay này. Đó, và thầy thấy nước này, nước chảy ra ngoài này. Như vậy đây là chúng ta có cần khảo sát không? Cần khảo sát để đảm bảo sự an toàn và vệ sinh ở đâu? Trường học nhé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thấy các bạn đi khảo sát ở khu vực đây. Cái biển tên trường này. Đấy, một nhóm bạn lại đi khảo sát những cái cây này. Nhóm bạn khác lại đến là gì? Khảo sát ở cái sân bóng của nhà trường này. Đúng không nào? Vậy thì đây là cái việc mà chúng ta có nên làm không? Có nên làm ở những cái địa điểm đó. Đúng không nào? Rồi. Sang câu C. Các bạn khảo sát cái cây ở trong lớp học. Như vậy thì thông thường ở lớp học chúng ta sẽ không có cái cây nào mà nằm giữa như thế này đâu. Đúng không nào? Có không? Cây hái hoa dân chủ thì nó cũng phải để ở một cái nơi khuất khác. Nếu mà để như này thì viết lên bảng sẽ rất khó. Đúng không nào? Vậy thì đây là cái mà chúng ta không cần phải khảo sát này. Phải không? Đó. Vậy đây là các bạn đang chơi, hình như là chơi một cái trò chơi gọi là hái hoa dân chủ thì phải. Chứ không phải là các bạn đi khảo sát. Đúng không nào? Rồi. Và đây là một cái hoạt động nữa của các bạn đang là hoạt động là gì? Trồng cây. Vậy thì đây là hoạt động trồng cây chứ đâu phải hoạt động khảo sát. Đúng không? Vậy thì ở cái bài này chúng ta chỉ có đó là gì? A và B thôi nhé. Ok chưa? Rồi, sang bài số 3. Biểu hiện nào chứng tỏ phòng học an toàn? Khoanh vào chữ cái trước cái ý đúng. Tức là chúng ta sẽ tìm xem cái biểu hiện nào ở đây thể hiện là gì? Phòng học an toàn. Câu A này. Tường, trần, phòng học không có vết nứt. Có an toàn không? Phòng học an toàn này, tường, trần, phòng học không có vết nứt. Không có vết nứt thì chưa chắc đó là an toàn, đúng không nào? Câu B này, công tắc ổ điện bị vỡ. Wow, cái này thì quá dữ rồi, đúng không? Câu C, bàn ghế chắc chắn. Câu D là cửa sổ bị vỡ kính. À, như vậy thì tường, trần phòng học không có vết nứt thì nó chỉ ở trên thôi, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có thiên hướng là chọn câu A hoặc là gì? Câu C. Đúng không? Vậy ở đây chúng ta chỉ được chọn cái nào? Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái nào đây các em? À, chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án chính xác nhất? Đáp án chính xác nhất ở đây là đáp án nào các em? Đang suy nghĩ ra chưa? Đáp án A hay là đáp án C? Theo các em nó là đáp án A hay đáp án C nhỉ? Thầy sẽ chọn đáp án. Đáp án gì? Đáp án A. Đúng không? À, thầy sẽ chọn đáp án A. Và cũng có thể chọn được đáp án C không? Đáp án C này. Như vậy trong cái câu này thì chúng ta sẽ có hai cái đáp án, đó là đáp án A và đáp án C các em nhé. Được không? Rồi. Tuy nhiên thì để mà có chọn, nếu mà giáo viên yêu cầu chúng ta chỉ được chọn một đáp án thôi thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Đáp án A. Tường, trần phòng học không có vết nứt. Như vậy thì nó sẽ cơ bản đây là một trong những yếu tố thôi để nói về cái phòng học là an toàn. Đó, chứ chưa chắc là không có vết nứt mà nó an toàn, đúng không? Đấy. Phải không nào? Đây nó chỉ là một trong những gì? Những yếu tố giúp cho cái phòng học của chúng mình an toàn, nhưng mà họ chỉ có bốn cái đáp án. Thì đáp án B, cái công tắc vỡ là chúng ta loại rồi, đáp án D, cửa kính vỡ là chúng ta cũng loại ngay. Như vậy chỉ còn A và C. Nếu giáo viên yêu cầu chọn một thì chúng ta chỉ chọn A thôi. Ok. Rồi, sang bài số 4. Khi thực hành khảo sát, em cần tuân thủ những quy định nào để đảm bảo an toàn? Đánh dấu X vào trước những cái ý.
Tức là chúng ta đi khảo sát này, đầu tiên thì trang phục phải làm sao? Gọn gàng, đúng không? Quá đúng. Chúng ta đi mà trang phục mà luộm thuộm hoặc là gì, rườm rà thì chúng ta sẽ rất khó để khảo sát. Hai là leo trèo đùa nghịch chạy nhảy. Wow, cái này là gì? Nguy hiểm luôn đấy chứ, đúng không? Đáp án B con không chọn à? Đáp án C, không leo trèo đùa nghịch, đúng không? Đúng nhá. Rồi, đáp án D, tránh xa những nơi nguy hiểm. Quá tốt. Tức là những cái nơi như mà có điện chẳng hạn thì chúng ta cũng không nên khảo sát ở đó, ta nên tránh xa ra, đúng không? Rồi, đá bóng trong phòng học có nên không? Không. Không mang mũ tránh nắng. À, như vậy thì không mang mũ tránh nắng thì chắc chắn là gì? Em về sẽ phải uống Panadol. À, xin lỗi, không quảng cáo, đúng không nào? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có các đáp án đó là A, C và D nhé. Bây giờ mình sẽ đến với bài số 5. Ghi lại những việc nên làm để giữ gìn cơ sở vật chất của nhà trường. Dễ như ăn cơm. Dễ như ăn cơm, đúng không? Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái việc mà nên làm để giữ gìn cơ sở vật chất của nhà trường, phải không nào? Vậy thì các em có thể tự nêu được những cái này không? Được, đúng không? Thầy sẽ cho một số cái mà chúng ta chỉ tham khảo với nhá. Đó là không leo trèo. Không leo trèo ở đâu? Ở mọi nơi. Rồi, không chạy nhảy. Không chạy nhảy này. Rồi, dẫm lên bàn ghế. Đúng không nào? Đó, đây là cái mà chúng ta nên làm. Rồi chúng ta cần làm cái gì nữa? À, chúng ta cần phải làm sao? Biết giữ gìn các gì? Các trang thiết bị. Ở đâu? Ở nhà trường. Đấy, chẳng hạn như trong phòng học của chúng mình sẽ có tivi này, thì chúng ta phải biết giữ gìn nhá, không có được sử dụng tivi khi giáo viên không cho phép, đúng không nào? Đó. Hoặc là chúng ta không có tự ý vào sân bóng, đúng không, khi giáo viên chưa cho phép, vân vân và vân vân, rất nhiều, đúng không nào? Đấy, các em có thể ghi ra ở đây rất là nhiều thứ khác. Ổn không? Đấy, hoặc là gì, chúng ta sẽ có nữa là gì, không viết vẽ lên gì, lên tường, đây cũng là một cái chúng ta cũng nên gì, nên là không viết hoặc là vẽ lên tường này. Đấy, vân vân nhá, các em có thể tự tìm thêm rất là nhiều. Ô văn kê. Rồi, sang bài số 6. Lựa chọn cái cụm từ trong khung và điền vào chỗ chấm trong các câu cho phù hợp. Như vậy người ta đã cho mình này, cụm từ đó là vệ sinh này, góp phần này, rủi ro này, sức khỏe này, tình yêu. Đấy, vậy thì giờ mình sẽ dựa vào cái câu dưới đây, chúng ta sẽ chọn các cái cụm từ điền cho phù hợp. Giữ an toàn vệ sinh trường học nhằm phòng tránh. Phòng tránh gì? Dễ như ăn cơm. Rủi gì? Rủi ro, đúng không? Vậy thì ta số 1 đây chúng ta sẽ điền từ rủi ro. Bảo vệ. Bảo vệ gì? Sức khỏe, đúng không? Đó, chúng ta phải lựa chọn những cái cụm từ cho đúng và giúp chúng em học tốt. Rồi, ý thứ hai nè. Em cần thường xuyên tham gia những việc làm. Những việc làm gì? Góp phần. Đúng không? Đấy, vậy thì đây chúng ta sẽ chọn cụm từ góp phần. Giữ an toàn và gì? Vệ sinh. Được chưa? Đấy, giữ an toàn và vệ sinh ở đâu? Ở trường. Đó cũng là cách
em thể hiện tình yêu đối với ngôi nhà thứ hai. Đấy, trường học là ngôi nhà thứ hai của chúng mình đấy nha các em. Sau gia đình thì trường học là ngôi nhà thứ hai của mỗi một con người. Và đây cũng là cái bài khép lại tiết học của chúng ta. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong bài số 8, ôn tập về cái chủ đề trường học. Đừng quên chia sẻ kênh và video các em nhé.